Theo Hernandez. Rất tốt. Mai chân bàn lắc. Tỷ số đã được mở. Bàn thắng tuyệt vời. Tỷ số được mở 1-0. Hiu Minh Son. Robert Lewandowski. Và đây là cú sút. Vâng, Thung Thành lại một lần nữa phải rung lên khi khán giả còn chưa ăn mừng xong qua ghi bàn trước đó. Ngay lập tức họ đã có bàn thắng tiếp theo. Thật tuyệt vời, bàn thắng cho thấy khí thế hưng hực của cầu thủ. Tỷ số được đưa lên 2-0. Trọng tài xác định đó là một quả phạt góc. Vẫn là phạt góc. Michael Ballack. Cơ hội. Quá đẹp mắt. Thật tuyệt kỹ sút. Wow. Anh có thể xem lại bàn thắng này anh Tùng nào. Bàn thắng rất đẹp và một góc hoàn toàn trống trải. 3-0 rất nhanh chóng và gọn gàng. Anh ta có kỹ năng xử lý bóng tuyệt vời. Robert Lewandowski. Michael Ballack. Ronaldo. Oh, họ đã mất quyền kiểm soát một lần nữa. Robert Lewandowski. Mất bóng. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Marcel Sabitzer. Ronaldo. Có thể sẽ có thẻ vàng. Robert Lewandowski. Anh ấy đã cướp được bóng. Nguy hiểm. Vâng, bóng bay thẳng về phía thủ môn. Mở bóng sang cánh là một quyết định khôn ngoan lúc này. Đó là cách mà người lấy được bóng rất tốt. Ronaldo. Hậu vệ đã giơ chân chặn nó. Phòng ngự rất tốt. Michael Ballack. 1-2 và đây là trò chơi chuyền bóng nhỏ giữa hai người. Marcel Sabitzer. Chuyền quá thông minh. Michael Ballack. Từ từ thôi, hãy để các trung vệ lên tới đây đã. Trường hợp này thì đấu sẽ tiếp tục từ tình huống đá phạt này. Vô
Van Dijk. Hay quá cười. Bắt rất tốt. Tôi nghĩ rằng đó là một trận đấu khó khăn nhất mà tôi và anh từng chứng kiến, phải không anh Quang Huy? Nó thật phi thường và nó đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác. Vâng, đúng là như vậy. Tôi nghĩ rằng người hâm mộ và khán giả cũng khá là cái nhiều lúc này. Một trận đấu sinh động, tuyệt vời, làm mọi người bừng tỉnh. Chuyền bóng lại. Pha vào bóng mạnh mẽ của mình đã cắt đứt được tấn công. Jerome Boateng. Marcin Sabitzer. Ronaldo. Không ai ngăn cản. Michael Ballack và xử lý kỹ thuật. Trận đấu tiếp tục. Cơ hội từ đường chuyền, bàn đá chính xác, thủ quả đã ôm gọn bóng trên tay. Michael Ballack. Kyle Walker. The Green. Khi xem bóng đá, tôi rất thích chứng kiến một bên đang nắm quyền kiểm soát và có được những đường truyền rất tốt. Tôi cảm thấy họ có một sự tự tin rất vững vàng đấy. Bạn sẽ không thường xuyên thấy được trận đấu một chiều như thế này. Điều này chỉ tuyệt vời với đội đang dẫn bàn. Đội còn lại có lẽ chỉ chờ tiếng còi bán cuộc. Michael Ballack. Và đây là cú sút. Chết cột rồi. Thời gian thi đấu còn 7 phút nữa. Nguy hiểm đã bị hóa giải bởi pha đấm bóng này. Pha cản phá, cú sút tốt của Jerome Boateng. Ronaldo. Một pha phất cờ rất tự tin của trọng tài viên, ông ta cho rằng tình huống đó là việt vị. Trọng tài đã thổi còi kết thúc trận đấu. Họ không bao giờ khiến chúng ta quá ngạc nhiên về những chiến thắng, họ vẫn tiếp tục có được những chiến thắng dễ dàng. Yeah, luôn là như vậy, khá thường xuyên.
một cú chân. Cesc Fabregas. Michael Ballack. Hugh Minson. Trọng tài đang làm tất cả gì có thể để cho trận đấu tiếp tục. Bàn thắng đã được ghi, thủ môn không được cản phá pha bóng đó. Đó đơn giản chỉ là một tình huống rất bình thường trong các trận đấu, nhưng người ta đã biến nó từ cơ hội trở thành bàn thắng với cú sút lần đầu tiên của mình. Tôi không nghĩ rằng anh ta may mắn, đó là một quyết định tuyệt vời. The Green. Didier Drogba. Họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng ngay ở khu giữa sân. Cesc Fabregas. Một đường chân gọn gàng. Tình huống lấy bóng của Azpilicueta. Phanh La Paz. Bây giờ quyền kiểm soát đã thay đổi. Robert Lewandowski. Tranh chấp rất gắt. Hai đội đang bắt đầu có những pha va chạm rất quyết liệt. Antonio Rüdiger. Phanh La Paz. Michael Ballack. Đó là pha xử lý kỹ thuật. Kyle Walker. Từ một pha tấn công khá thoáng, họ đã vứt bóng về chân đối thủ. Michael Ballack. Phanh La Paz. Tăng tốc. Sút. Bàn thắng cân bằng tỷ số có thể đánh dấu một bước ngoặt thực sự của trận đấu. Anh ta rất lạnh lùng khi thực hiện pha cứu lòng của người bạn. Đúng vậy, bóng đi theo quỹ đạo cong hút và bay vào lưới. Thủ môn hoàn toàn bó tay trong tình huống này. Cả hai đội đều đã có bàn thắng, tỷ số là 1-0. Didier Drogba. Rất tốt. Là bàn rất đẹp. Đó có thể là cơ hội mang đi chiến thắng của trận đấu, nhưng ta đã rơi vào thế vừa rồi. Thật sự mà nói thì, vâng, tôi nghĩ mình có lẽ cũng phải xem lại bóng đó một lần nữa. Liệu cầu thủ này có thật sự tuyệt vị hay không? Đó là một quả đá điên. Kyle Walker. Hugh Minson. Những pha bàn bật khá đẹp mắt. Thật tuyệt khi sút. Bật rất tốt, một cú sút tầm thấp. Người thực hiện pha đá phạt này sẽ là De Bruyne. Đây là một pha bóng tốt. Sút. Wow. Đó là bàn thắng với chất lượng hàng đầu. Không có nghi ngờ gì về điều đó. Toàn bộ hệ thống phòng ngự đều như tê liệt. Về lần xuất phát, tỷ số đang là 2-1. Và sẽ có một quả ném biên ở đây. Một pha ném biên rất nhanh. Và anh ấy đã lấy bóng bằng một pha can thiệp rất tốt. Michael Ballack. Pha chuyền bóng tấn công nhanh, đối thủ không thể ngăn cản họ. Robert Lewandowski. Việt vị, cờ đã được phất lên. Có thể sẽ có thẻ vàng. Anh ấy là nhân tố chính của đội và đã phải nhận cảnh cáo. Anh ta cần phải cẩn thận. Vâng, anh ta là chân sút hàng đầu của trận đấu nhưng rất dễ bị kích động vì không giữ được cái đầu lạnh. Sự khẳng định cần phải được kiểm chứng trong trận đấu. Điều tấn công rất hay. Drop
Michael Ballack. Đó là một pha biểu diễn và đường truyền đó thật tuyệt vời. Khoảng trống ở cánh đang mở ra lần nữa. Sút lại chạm sáng ngang. Anh ta đã dướn người hết sức có thể. Robert Lewandowski đã có đồng đội hỗ trợ De Bruyne. Đó là pha vào bóng cực kỳ đúng lúc. Didier Drogba. Anh ấy đã cướp được bóng. Vâng, thủ môn đã không gặp chút vất vả nào bởi cầu thủ này đã sử dụng chân thân thuận của mình. Tôi đoán vậy. Chính xác, một nỗ lực bất thành, đó không phải là biên thuận của anh ta. Có thể sẽ là một pha bật tường. Michael Ballack. Kyle Walker. Michael Ballack. Cú xoa bóng tốt nhưng bóng lao đi hết đường biên dọc, đó là một pha ném biên. Họ có khoảng trống ở cánh, đây là cơ hội để họ tấn công. Didier Drogba, Cesc Fabregas. Quá tuyệt vời, trận đấu đã quay về vạch xuất phát. Phản công cực kỳ sắc bén và đó là bàn thắng. Cầu về đã không bất kỳ tốc độ trong pha bóng này. Một trận đấu vui thường ở đây, hai đội đã chơi rất tốt, họ đều ghi được bàn thắng quan trọng trong trận đấu. Đối phương đã lấy được bóng sau pha va chạm mạnh. Didier Drogba có thể dứt điểm ngay. Kylian Mbappé. Rất kỹ thuật của cú tân bóng đúng thời điểm. Chỉ còn 5 phút thi đấu, một bàn thắng vào lúc này có thể sẽ giúp kết quả trận đấu. Edwin. Cú chặt đã bị ngăn chặn kịp thời. Robert vào thôi. Đây là pha bóng phá vỡ những cái tầm của trận đấu. Tôi luôn rất muốn mình có thể ghi được một bàn thắng như thế này. Một trong điều tuyệt vời của bóng đá hiện đại là không thể dựa vào kết tỷ số. Chính xác. Khi trận đấu chưa kết thúc, cầu thủ vẫn cần phải nỗ lực tối đa. Anh ta chính là người, bởi vì nó đã đem về chiến thắng quan trọng cho cả đội. Trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Michael Ballack. The Green. Phải ghi được bàn từ tình huống này.
chạm được quả bóng. Cuộc đua ghi bàn đã kết thúc, tỷ số cuối cùng là 3-2.